đã đến với kênh nấu ăn con gái của mẹ. Ngày hôm nay mình rất là vui mừng, mình đã được 1.000 lượt đăng ký rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay mình mời cả nhà vào bếp cùng với mình làm một món đùi gà tí muối nha cả nhà. Mình mời cả nhà vào bếp. Thì sáng nay mình mua 7 kg đùi gà để về mình cháy muối chiên, thì mình sẽ ăn kèm với khoai tây cả nhà ơi. Khoai tây mình cũng chiên luôn. Thì bây giờ trước hết thì mình bắt nước để mình trụng đùi gà nha cả nhà. Thì gia vị mình làm gà cháy muối thì mình sẽ xài tỏi, củ gừng. Tỏi, củ gừng với củ hành tím. Thì gia vị là muối, đường, bột ngọt với dầu nha cả nhà. Bây giờ mình bắt nước để mình trụng đùi gà cả nhà ơi. Nước sôi rồi mình cần nửa chén muối. Củ hành tím mình sắc to, với gừng mình cũng sắc lát để mình bỏ vô đây mình luộc gà, mình trụng cho gà nó được thơm. Rồi. Đùi gà mình trụng được 2-3 phút rồi cả nhà. Giờ mình vớt ra nha cả nhà. Tại vì nhiều lắm mình vớt 2-3 đợt rồi. Khi mình trụng sơ rồi cả nhà ơi, mình rửa lại rồi thì mình để cho thật ráo. Bây giờ bắt đầu mình bỏ ra sau mình ướp nha cả nhà. Đây là gừng, mình cần một nhánh gừng, mình ướp cho nó thơm. Tỏi, củ hành tím. Vì chiên muối nên mình không thể nào bỏ đường lên được hết, nó bỏ đường nó sẽ khét nha cả nhà. Giờ mình cho đây 3 muỗng muối dung, tại nhiều lắm tới 7 kg gà là mà chiên muối thì nó phải hơi mặn. Hơi mặn mặn. Mình xài đây 2 muỗng bột ngọt, cũng muỗng ăn canh luôn cả nhà ơi. 2 muỗng bột nêm. Giờ mình trộn hỗn hợp mình lên, mình để ướp trong khoảng 1 tiếng 2 tiếng rưỡi gì á. Trong thời gian ướp thì mình đi bào khoai tây cho cả nhà. Mình bào khoai tây để mình chuẩn bị gà nó thấm rồi mình qua mình chiên gà, xong mình chiên khoai tây luôn. Đảo đều lên cho thật đều lên cho nó thấm vô đùi gà. Rồi trong thời gian mình đợi ở đây cho nó thấm thì mình đi vào khoai tây. Gà mình ướp được 1 tiếng rưỡi rồi cả nhà.
Khoai tây thì mình cũng đã cắt sợi rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu hai chảo luôn nha cả nhà. Một bên thì mình chiên khoai tây, một bên thì mình chiên đùi gà. Mà đùi gà thì mình ướp rồi. Bây giờ chiên không cho khét thì cả nhà sẽ vuốt hết cái tỏi hành của mình ra. Không để này mình chiên nó sẽ khét nè cả nhà. Mình ướp nó thấm gia vị rồi, bây giờ mình vuốt ra hết. Để mình tiến hành mình chiên cho nó giòn nha cả nhà. Thấm ngon lắm. Thì gia vị nó cũng thơm rồi. Bây giờ mình vuốt ra hết chứ mình để vậy nó sẽ khét á. Tỏi hành nó sẽ cháy khét nha cả nhà. Mình trở đều nha cả nhà. Như vậy mình vuốt khô rồi nó không cháy mà nó cũng không bị văng dầu nha cả nhà. Rồi chảo bên đây mình cũng vừa nóng nè, bắt đầu mình bỏ khoai tây vô mình chiên luôn. Rồi bên đây mình chiên khoai tây nha cả nhà. Mình chiên khoai tây hai lần. Mình vừa vớt khoai tây là mình vớt ra. Sau nữa mình mới rắc miếng bột chiên giòn vô mình chiên lần thứ hai là chín luôn nha cả nhà. Mình phải chịu khó chiên vậy khoai tây nó mới giòn. Ăn rồi cả nhà. Bây giờ mình vớt ra mình chiên tiếp rồi cả nhà, tại vì rất là nhiều. Đó, quá ngon luôn. Vàng tươi luôn. Giòn lắm. Khoai tây mình đã chiên lần đầu rồi cả nhà. Bây giờ bắt đầu mình chiên lần thứ hai. Là bột chiên giòn nha cả nhà. Giờ mình rắc lên. Mình trộn đều lên. Giờ mình chiên lần này nữa là xong đó cả nhà. Cả nhà ơi, đùi gà chiên muối mình đã thực hiện xong rồi. Để ăn 10 ngày mình được 1.000 người đăng ký cả nhà. Giờ mình mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình với các cháu nha cả nhà. Đùi gà ăn với khoai tây chiên, tương ớt, tương cà, tại có em bé nên nó sẽ ăn tương cà. Nếu cả nhà yêu thích video mẹ và con gái thì cả nhà bấm like và chia sẻ với mình cả nhà. Mời cả nhà dùng bữa, chúc cả nhà ngon miệng.